Hello mọi người, mình sẽ đi quay hoàng hôn nơi không phải, đây là buổi sáng chứ hoàng hôn cái gì, buổi sáng nơi mình ở nha các bạn. Trời bắt đầu sáng rồi các bạn ơi, chúng ta sẽ đi xem nào. Mọi người chưa, mặt trời đang mọc lên từ phía đằng trước mặt của chúng ta, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Mặt trời bắt đầu lên rồi, bây giờ đang là 4:55 nha các bạn, 4:55. Trời bắt đầu sáng rồi các bạn ơi, trời bắt đầu sáng rồi. Giờ mình chuẩn bị về nhà này, là khu chòi của nhà mình nha các bạn.